Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều đại học đưa ra mức học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa mới với mức thu tăng vọt, thậm chí gấp đôi so với học phí hiện tại. Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 và tăng cường trách nhiệm giải trình trước người học về các mức thu Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết thêm, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86 trên 2015, quy định rõ khung mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập từ đảm bảo kinh phí thường xuyên và chi đầu tư, mức tăng học phí bình quân 10% một năm. Còn các cơ sở giáo dục dân lập, tư thuộc được tự chủ quyết định mức thu học phí trên cơ sở đảm bảo các điều kiện chất lượng đào tạo, không quy định khung mức trần học phí tuy nhiên bộ giáo dục đào tạo yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí đào tạo mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình khóa học từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục Hiện nay, Bộ đang trình chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 86 trên 2015 về chính sách thu học phí. Dự thảo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh phải xét tuyển, công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí nếu có cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học. Tại dự thảo nghị định thay thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng báo cáo chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giảm gánh nặng về tài chính cũng như nỗi lo tăng học phí cho phụ huynh và học sinh.